Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 17 tháng 4, theo thông tin mới nhất, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đối với Phùng Văn Nam, sinh năm 1997, chú thôn Tân Phú, xã Bầu Trinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tội giết người và cướp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 23 giờ 42 phút ngày 21 tháng 10 năm 2023, Phùng Văn Nam, sinh năm 1997, chú thôn Tân Phú, xã Bầu Trinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gọi điện thoại cho ông Hồ Thanh Dũng, sinh năm 1966, thường chú tỉnh Hậu Giang, Chỗ ở khu phố Hải Sơn, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, xin phép cho Nam qua ngủ nhờ và được ông Dũng đồng ý. Khoảng 0 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2023, Nam đến phòng trọ của ông Dũng. Khi Nam nằm trên nền nhà để xem điện thoại di động thì ông Dũng ngồi phía sau sờ vào vùng kín của Nam. Nam giật mình hỏi: "Chú làm gì vậy?" Đồng thời Nam ngồi dậy. Sau đó Ông Dũng tiếp tục luồn tay vào trong áo sờ vào người của Nam thì Nam đứng dậy hất tay ông Dũng ra, tức giận vì bị ông Dũng sờ vào người, Nam dùng chân đá vào bình nước gần đó làm bình nước đổ gây ướt chân của Nam. Nam đi vào nhà vệ sinh vừa rửa chân vừa chửi ông Dũng. Vì vẫn còn tức giận và khi đi ra thấy ông Dũng ngồi quay mặt ra cửa, Nam đi từ phía sau ông Dũng và dùng tay siết chặt cổ khiến nạn nhân bất tỉnh. Nghĩ là mình đã giết chết ông Dũng nên để che giấu hành vi phạm tội của mình. Nam đã ngụy tạo hiện trường việc ông Dũng chết là do tự quyên sinh do điện giật, đối tượng đến khu bếp cắt một đoạn dây điện, một đầu có phích điện rồi đem phần đầu dây bị cắt đặt vào lòng bàn tay trái của ông Dũng. Tiếp đó, cắm phích điện vào ổ điện và khi thấy ông Dũng bị điện giật thì nam bỏ đi. Trước khi đi, nam mang theo hai điện thoại và một nhẫn vàng của nạn nhân mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi điều tra, ngày 16 tháng 4 năm 2024 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Văn Nam theo hai tội danh trên. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định ông Dũng chết do điện giật và trên cơ thể có tổn thương vùng cổ do chèn ép. Mới đây, Bộ Ngoại giao xác nhận về vụ việc một công dân Việt Nam bị sát hại tại Đài Loan Trung Quốc. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã liên hệ với cơ quan chức năng của Đài Loan, sơ bộ xác minh được nhân thân người bị hại. Theo Focus Taiwan, Văn phòng Công tố Văn lâm Đài Loan Trung Quốc đã thông báo về việc bắt giữ 4 người Việt Nam và một người Đài Loan. Những người này bị cáo buộc đã bắt cóc tống tiền và sát hại một nạn nhân người Việt Nam họ Vũ. Tên đầy đủ là Vũ Văn Hát đang làm việc tại thành phố Đào Viên, sau khi tìm hiểu gia cảnh của nạn nhân, người phụ nữ họ Nguyễn đã thuyết phục Hát tới Văn Lâm để gặp mặt. Tại đây, người đàn ông họ Lê và những người khác đã khống chế Hát, đưa nạn nhân tới một nhà trọ địa phương. Nhóm người này sau đó gọi điện thoại cho cha của Hát, yêu cầu số tiền chuộc 250.000 đồng Đài Loan, gần 200 triệu Việt Nam đồng. Sau khi gia đình của nạn nhân chuyển khoản, người này vẫn tiếp tục giam giữ Hát nhằm moi thêm tiền chuộc trong tương lai. Sợ nạn nhân kêu cứu, Nhóm nghi phạm đã bịt miệng và mũi khiến anh Hát tử vong vào ngày 13 tháng 3. Sau đó nhóm này đã đưa thi thể của anh chôn tại vườn mía. Đến ngày 10 tháng 4, cảnh sát đã tiến hành truy bắt các nghi phạm liên quan. Một ngày sau đó, các nghi phạm đã chỉ chỗ chôn lấp thi thể của anh Hát để nhà chức trách khai quật. Chính quyền Đài Loan cũng đã bắt giữ tổng cộng 5 nghi phạm gồm 4 người Việt Nam và 1 người Đài Loan. Các nghi phạm bị cáo buộc với các tội danh bắt cóc đòi tiền chuộc và giết người. Thông tin về vụ việc ông Nguyễn Hoài Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương, xác nhận sự việc và cho biết chính quyền địa phương vừa làm thủ tục xác minh nhân thân của người này để gia đình đưa thi thể về nước. Trước đó, trong ngày 14 và 15 tháng 4, trên mạng xã hội lan truyền clip của đài TVBS Đài Loan, ghi lại hình ảnh nhiều cảnh sát ập vào một căn nhà bắt giữ một số nghi phạm được cho là người Việt Nam và cả người nước ngoài đã có hành vi sát hại anh Hát. Cũng theo nội dung clip được dịch lại, Nạn nhân là H, người Việt Nam. Sau khi sang Đài Loan, nạn nhân quen biết với một phụ nữ Việt Nam họ Nguyễn thông qua mạng xã hội. Người này có bạn trai họ Lê. Người họ Lê đã cùng hai đồng hương người Việt Nam và một người Đài Loan họ Hứa thực hiện hành vi phạm tội. Theo thông tin mới nhất vụ sát hại một lao động người Việt ở Đài Loan, nhà chức trách địa phương đã bắt 4 người Việt Nam và một người Đài Loan bị cáo buộc bắt cóc đòi tiền chuộc, sát hại một người Việt Nam họ Vũ. Các nghi can Việt Nam bị bắt gồm 3 người đàn ông họ Lê, Hoàng Vũ và một người phụ nữ họ Nguyễn. Nghi can Đài Loan được xác định họ hứa trong một tuyên bố các công tố viên cho biết người đàn ông họ lê và phụ nữ họ nguyễn đã bắt đầu lên kế hoạch bắt cóc nạn nhân họ vũ để đòi tiền chuộc ngay từ tháng trước sau khi người phụ nữ quen anh này trên mạng biết được thông tin về tài chính của gia đình nạn nhân hai người này đã nghĩ ra kế hoạch để người phụ nữ thuyết phục nạn nhân đi từ đào viên thuộc đài loan đến một địa phương khác sau khi nạn nhân đến nơi người đàn ông họ lê và những người khác đã ép anh lên một chiếc xe đưa đến một nhà ở cho công nhân rồi thực hiện hành vi cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội cho biết theo báo cáo của ban quản lý lao động văn phòng kinh tế văn hóa việt nam tại đài bắc đơn vị đã liên hệ với các cơ quan chức năng để tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ án một lao động việt nam bị sát hại tại đài loan ban quản lý lao động báo cáo và đề nghị cục quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo công ty đưa người lao động đi làm việc nước ngoài thông báo và chia buồn với gia đình lao động Cùng với đó, công ty này sẽ phối hợp với công ty môi giới Đài Loan hỗ trợ người thân của người lao động làm thủ tục hậu sự, tổ chức tang lễ và giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động, tiền lương tiết kiệm bảo hiểm nếu có. Những nghi phạm trước đó đã gọi video cho cha của nạn nhân ở Việt Nam để đòi số tiền chuộc 200 triệu đồng. Tuy nhiên khi nhận được tiền, những người này vẫn tiếp tục giữ nạn nhân với ý định moi thêm tiền từ gia đình sợ nạn nhân kêu cứu nhóm người trên đã nhét khăn vào miệng dùng băng keo quấn quanh mắt miệng và mũi của nạn nhân khiến anh tử vong các nghi can sau đó trôn xác nạn nhân tại một trang trại mía sau khi bị bắt những người này đã đưa lực lượng điều tra đến nơi trôn thi thể nạn nhân nhà chức trách sau đó lấy dấu vân tay và khám nghiệm tử thi Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin Lê Minh Hoàng cư trú tại địa phương tự nhận có khả năng cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh và cung cấp văn bản xác nhận chính ông đã cầu nguyện cho nông dân của hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành bớt thiệt hại trong vụ mùa, huyện đã yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành và Ủy ban nhân dân xã Bột Xuyên báo cáo sự việc. Theo đó, trong văn bản trên, ông Lê Minh Hoàng viết sau thời gian quan sát giữa lúc lúa chín vào tháng 8 năm 2023 thì xảy ra gió giật mạnh, ông Hoàng đã cầu nguyện để bớt thiệt hại cho xã viên. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành cũng làm việc với ông Đinh Quang Thành, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành và xác nhận chữ ký dấu đóng trên văn bản mà ông Hoàng cung cấp đúng là của ông Thành. Cùng lúc, Ủy ban nhân dân xã Bồ Xuyên đã mời ông Lê Minh Hoàng lên làm việc. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, huyện đang chờ báo cáo chính thức của hai xã trên trước mắt, ông Hoàng xin lỗi về việc công khai văn bản, ông Hoàng nhận sai và xin rút lại các văn bản đã gửi. Đại diện chính quyền địa phương nhìn nhận, có thể xuất phát từ quê hương thuần nông với nghề trồng lúa nước là chủ yếu nên phát sinh sự việc trên. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức nói, huyện đang giao cho cơ quan nội vụ tôn giáo xem xét thêm về sự việc. Riêng trường hợp ông Thành ký đóng dấu của hợp tác xã vào văn bản của ông Hoàng, chúng tôi sẽ có hình thức xử lý phù hợp. Sáng ngày 16 tháng 4, ông Lê Minh Hoàng chia sẻ ông đã đến làm việc với chính quyền về văn bản có dấu của hợp tác xã mỹ thành theo lời ông hoàng trong buổi làm việc ông được cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng những gì có liên quan đến dấu đỏ chưa được kiểm chứng thì không nên đưa lên mạng xã hội ông hoàng nói về báo cáo của tôi họ hỏi tôi lấy các con số chi tiết về giảm thiệt hại vụ mùa cho bà con hợp tác xã mỹ thành ở đâu tôi nói do tôi thương bà con làm nông nên ra bờ ruộng nằm theo dõi xem gió đến lúa ngã đổ vào thời điểm nào từ đó tôi mới ghi giờ giấc vào được như vậy cũng theo ông hoàng cơ quan chức năng giải thích cho ông hiểu rằng việc giảm thiên tai của năm này so với năm trước hay không phải do các cơ quan khoa học kiểm chứng một mình giám đốc hợp tác xã là không được do vậy ông hoàng mới nhận lỗi và được yêu cầu rút lại các văn bản đã báo cáo liên quan đến dấu của hợp tác xã nông nghiệp mỹ thành về việc cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Hoàng Thông tin các nơi ông gửi công văn giới thiệu của Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, giám đốc trung tâm dịch thuật, dịch vụ văn hóa và khoa học công nghệ thuộc liên hiệp các hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam về khả năng cầu mưa tới nay đều nói đang chờ xin ý kiến lãnh đạo. Khi được hỏi tại sao ông phải chờ có giấy mời của chính quyền địa phương mới cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh? ông hoàng cho biết tôi lo lắng rằng nếu ông tự đi mà không có sự hỗ trợ từ địa phương thì có thể hàng ngàn người kéo ra xem sẽ nguy hiểm ông hoàng chia sẻ tôi không lập đàn cầu mưa mà tôi chỉ xin chính quyền cử cán bộ dẫn tôi đến một vài nơi hỏi ý kiến người dân xong về tôi cầu nguyện xin mưa tôi đọc kinh cầu nguyện xin cho các vùng đang bị hạn hán không có đòi hỏi gì thêm tôi chỉ đề nghị người dân khi thấy tôi xin mưa thì bình tâm không ùn ùn kéo ra đường